Đấy. Thì cô vừa chỉ các bạn ba cách để các bạn viết ha. Cách thứ nhất là các bạn để trong cái gì đấy hả? À, trong thẻ và trong cái sự kiện, đúng không? Thuộc tính. Cái này là sự kiện on click. Hai là các bạn sẽ nhúng vào cái thẻ script, đúng không ạ? Ba là các bạn viết riêng một cái file, và đuôi phải là đuôi chấm .gs. Và các bạn gọi bằng cái thẻ này script. Nhớ là thẻ script nó luôn luôn có thể đóng. Trong cái set S đó, thẻ link không có thể đóng, hiểu không? Nhưng mà script mặc dù ở giữa không có gì nhưng nó vẫn phải có thể đóng ở đây. Thẻ script nó luôn luôn có thể đóng, đúng không ạ? Đây đường dẫn nè, source. Cái này là language, ok. Rồi bây giờ cô sẽ làm cái demo giống như cái bài cô vừa nói ha, ok. Thì bây giờ ta sẽ làm một cái new cái file nữa, đúng không ạ? Demo. Các bạn lưu lại on file. Cái này cái bài tính if, đúng không? Câu lệnh if. .html. Nhớ là luôn luôn các bạn phải tạo một cái file .html, tại vì JavaScript nó nhúng vào HTML nhá. Thì cũng tương tự như vậy, cho nên chỗ này cô có thể copy được các bạn. Đây, chỗ này cô copy được. Viết cho nhanh. Đây, chỗ này cô bỏ tạm thôi, cô bỏ hết đi. Đấy. À, vị trí đặt script. Vị trí đặt script nè. Thì cô hướng dẫn cái này một chút xíu về chỗ này. Về nguyên tắc lập trình là khi các bạn dịch, khi nó dịch, cái này là thông dịch nhá, nó sẽ dịch từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Cái nào gọi trước nó chạy trước, cái nào gọi sau nó chạy sau. Ví dụ các bạn đổi vị trí cái này đi, các bạn copy cái này đưa xuống dưới. À, ok. Thì cái anh trên này được chạy trước, xong đến anh dưới này. Có hiểu không ạ? Ok. Là về nguyên tắc là cái nào viết trước chạy trước, cái nào viết sau chạy sau. Đấy. Thì nếu như cái script các bạn viết trên thì cái script này nó chạy trước, sau đến phần body này. Ok. Thì trong một số trường hợp, khi học đến cái phần sau cô sẽ nói kỹ. Một số trường hợp là cái script các bạn cần phải xử lý với những cái thẻ ở dưới này, mà thẻ này chưa có, mà script nó đã xử lý trước rồi, thì nó sẽ bỏ lỗi. Hiểu không ạ? Ok. Thì để an toàn, để an toàn nhé, thì script các bạn để cuối cùng, sau cả body. Hoặc các bạn thêm cái dòng code để xử lý nó. À, cái đây có thể là sau, các bạn để các bạn đỡ bị loãng ha. Thì các bạn có thể để sau body. Nghĩa là script để ở đâu tùy các bạn. Các bạn thấy hợp lý, hiểu không ạ? Đấy. Tuy nhiên các bạn sau này các bạn làm, các bạn sẽ gặp lỗi là nếu các bạn để trên hết như thế này thì khi các bạn xử lý ở trên và dưới chưa kịp thì nó sẽ bị lỗi. Ok. Đấy. Bởi vậy để an toàn thì cái script các bạn nên để cuối cùng. Có hiểu không ạ? Để cuối cùng. Ok. Nó còn để trên hay để ở giữa hay để góc nào đấy thì tùy các bạn, được chưa? Và nó không có care ở cái vị trí, không nó không quan trọng cái vị trí các bạn để đâu, cứ gặp đến nó là nó sẽ xử lý, gặp nó là sẽ xử lý, đúng không ạ? Khác với set S nhá. Set S thì bắt buộc các bạn phải để trên cùng. Ok. Ở trên cùng để nó gì đấy ạ? Nó nhận ra định dạng trước, sau nó mới xử lý, nó sẽ áp định dạng xuống như những cái này. Còn cái style các bạn để sau là lỗi á. Có hiểu không ạ? Đấy, cái set S là phải để trước. Đó. Ok, cho nên chỗ này các bạn, nếu các bạn chưa xử lý gì body thì các bạn để đâu không quan trọng. À, cho nên các bạn để trên cũng được, để dưới cũng được. Thậm chí nhiều khi cô chỉ để ở đây thôi. Cô để đây luôn, bình thường nhé. Ở đâu không quan trọng nhé các bạn. Script. Chỗ này các bạn thậm chí không cần để cái language, bởi vì là ngôn ngữ JavaScript là ngôn ngữ ngầm định rồi. Thành ra không cần khai báo cái ngôn ngữ thì nó cũng hiểu đang các bạn đang sử dụng JavaScript. Hiểu không ạ? Tại vì trước đây
cô làm một số ngôn ngữ, ví dụ Perl script hay là VB script, thì cô cần phải nói rõ tôi đang viết VB script, tôi đang viết Perl script. Nhưng bây giờ các bạn đang viết JavaScript thì không cần. Ok. Rồi, nhập thì ta có hai chỗ để nhập. Nhập dữ liệu ta có hai chỗ để nhập. Một là nhập ở trên form. Học web rồi đúng không? Học form rồi. Một là các bạn nhập trên form. Hai là các bạn sẽ có một cái prompt cho người dùng nhập vào. Thì cái prompt đấy như thế này. Khai bảo biến nha. Khai bảo biến đầu tiên tôi dùng cái var. Biến x. Không cần khai bảo kiểu. Nếu x tôi gán là kiểu số thì nó sẽ nhận kiểu số. Gán kiểu chuỗi là nhận kiểu chuỗi. Hiểu không ạ? Ok. Nếu như cô để x bằng 5 thì nó hiểu sẽ là x là kiểu số. À, để biết kiểu gì các bạn có thể dùng cái hàm này. Alert. Alert là bật ra một cái thông báo khi nãy biết rồi đúng không? Ok. Type. À, kiểu của x. Đấy. Chạy ha. Chạy cái này. Có đúng kiểu number không? Kiểu number. Đúng không ạ? À, nhưng mà nếu cô để cái này là chuỗi. Chuỗi phải để trong nháy. Và trong JavaScript không phân biệt nháy đơn hay nháy kép. Trong ngôn ngữ lập trình Java thì nháy đơn để báo cái gì đấy ạ? Ký tự. Còn nháy kép là để báo cái chuỗi, chính xác. Nhưng mà trong cái JavaScript là không phân biệt. Nháy đơn, nháy kép gì cũng được. Đấy. Rồi bây giờ cô sẽ chạy thử xem nó kiểu gì nhá. Nó sẽ báo là kiểu string. Okay. Đấy. Ở đây nó không phân biệt kiểu, cho nên khai báo của nó là chỉ cần từ khóa var xong là x. Nếu các bạn gán trước thì ok là nhận, còn không gán trước không sao. Trời. Bây giờ để nhập thì cô sẽ có một cái hàm. Một hàm prompt. X gán bằng prompt. À. Prompt này có hai đối số. Đối số thứ nhất có thể để cái message, nó để chấm hỏi, có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Đối số thứ hai là giá trị ngầm đình, có cũng được, không có cũng được. Cho nên cô để như này cũng ok, chấp nhận luôn. Hiểu không ạ? Ok. Rồi, sau đó các bạn kiểm tra nếu x chia dư phần trăm cho 2 mà bằng 0 thì các bạn bật ra cái thông báo là x là số, là số chẵn. Còn ngược lại thì các bạn bật ra cái thông báo là số lẻ. Ok. Rồi, chạy thử nha. Đấy, bật ra cái prompt. Các bạn thấy là không có một cái message gì ở trên này. Không có giá trị ngầm đình đúng không ạ? Nên tôi để là số 6. Thì để là 6 là số số chẵn. Chạy tiếp, số 5. Thì 5 là số số lẻ. Được chưa? Đấy, các bạn muốn để thông báo các bạn có thể để đây. Đấy, các bạn để là mời nhập số. Cái này các bạn để ngầm đình là số số 0 chẳng hạn. Thì các bạn chạy lại các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái chữ mời nhập số đây. Và có cái ngầm đình là số 0. Đúng không ạ? Ok. Thì các bạn viết được cái hàm prompt. Hàm prompt. Ok. Đấy. Thì đấy là cái phép toán, các bạn thấy là phép if đúng không? Giống y như Java. Có khác gì không ạ? Không khác. Cách viết y như vậy. Không khác một cái gì. Tương tự với for, với while, với do while, while và với switch. Y chang như vậy. Thì trong quá trình học các bạn mà quên thì có thể hỏi lại nhá. Đừng có vì cô bảo là nó giống mà các bạn không dám hỏi nhá. Hỏi thoải mái. Việc các bạn quên là bình thường. Ok.
không biết làm sẽ hỏi lại, được chưa? Ok, đấy, thì sơ sơ một chút như vậy.